trước khi bước vào thánh lễ, chúng ta hãy nổ lên tràng pháo tay thật lớn để chào chúc con. Và chúng ta được người MC đã giới thiệu về ý nghĩa của thánh lễ ngày hôm nay. Mặc dù rằng nó là ngày 17, nhưng mà tất cả các em thiếu nhi của giáo xứ Vinh Sơn chúng ta cũng đang mang trong mình tâm tình chờ đợi, tâm tình vui mừng để vào đúng ngày thứ năm trong tuần mà chúng ta thường dành cho thiếu nhi thánh thể. Và hôm nay chúng ta với tâm tình của ngày Tết Trung Thu, các em mang trong mình để chúng ta hướng tới Đấng Thiên Chúa, để chúng ta thờ lạy tôn vinh cảm tạ Chúa, và chúng ta mừng Tết Trung Thu cho các em. Và chúng ta biết rằng đó, trong giờ phút này, nơi cộng đoàn anh chị em chúng ta đang được vui vầy bên nhau để cùng nhau thờ phượng Thiên Chúa, cùng nhau tôn vinh Thiên Chúa. Nhưng mà anh chị em chúng ta, các bạn hữu của chúng ta, những người đang sống trong cái vùng tâm dịch thì rất nhiều những khó khăn, mình không được ngắm sao ngắm trăng của ngày tầm, mà đang rồi nhiều những bạn cùng trang lứa với chúng ta ngày hôm nay đang phải sống xa cha mẹ vì cái đại dịch. Cho nên chúng ta cũng tiếp tục cầu nguyện cho các bạn của chúng ta, đặc biệt là anh chị em rồi các bạn của giáo xứ Vinh Sơn đang ở các vùng miền đất nước. Và chúng ta hôm nay dâng thánh lễ để chúng ta cũng cầu nguyện cho tất cả những ý nguyện của mỗi người chúng ta, đặc biệt là cầu nguyện cho các em thiếu nhi của giáo xứ, để rồi các em được khỏe mạnh, được bình an và được niềm vui sống trong tình yêu thương của gia đình, tình yêu thương của những người lớn. Và đặc biệt nữa là chúng ta cũng cầu nguyện cho công trình của giáo xứ, công trình của giáo xứ, và cầu nguyện cho những người đã giúp đỡ cho chúng ta. Hôm nay chúng ta thấy là có các gia đình, những người ở xa thì có rất nhiều những người đã gửi về những cái tâm tình chúc mừng và gửi những món quà về cho chúng ta. Đó là gia đình bác Thịnh ở Quảng Ninh có gửi bánh trung thu về. Rồi nhà thì có gia đình ông Trưởng Quyên cũng chia sẻ với chúng ta bánh trung thu tối nay. Thì chúng ta cũng lòng biết ơn của tất cả những người đã hy sinh cộng tác giúp đỡ cho chúng ta. Nên trong thánh lễ hôm nay, chúng cầu nguyện chúng ta cùng cầu nguyện cho tất cả các linh hồn Maria, Geronimo, Bartolomeo nhân ngày giỗ, Mùng Phêrô, Philomena, Vincente, Maria, linh hồn Philomena, Anne, ba linh hồn Giuse, linh hồn tiền nhân nội ngoại. Ở đây chúng ta bước vào thánh lễ. Nhân danh Cha và Con và Thánh Thần. Amen. Chúa ở cùng anh chị em. Anh chị em chúng ta hãy nhìn nhận tội lỗi chúng ta để xứng đáng được hành bội nhiệm thánh. Tôi tu nhờ Xin Thiên Chúa toàn năng
nương sáu tha tội và dẫn đưa chúng ta đến sự sống muôn đời. Nguyệt mà đặt tên cho tháng theo chu nguyệt tuyệt diệu,
sáng cứ mãi tròn đêm, làm đèn hiệu cho đạo binh trên chốn cao vời. Khắp bầu trời vầng trăng tỏa sáng, các vì sao lấp lánh, và vẻ đẹp của bầu trời là đồ trang sức lộng lẫy trên chốn cao vời của Đức Chúa. Vâng lời Đấng Thánh, các vì sao sẵn sàng chờ lệnh, không chảy mắng trong lúc tan đêm. Đó là lời Chúa. Chúa ở cùng anh chị em. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô. Chẳng được vào
Giờ người ôm lấy các em và đặt tay chúc lành cho chúng. Đó là lời Chúa. Thưa quý cụ ông bà anh chị em, khách riêng là các em thiếu nhi thân mến, có lẽ cái Tết Trung Thu năm nay rất đặc biệt. Đặc biệt là hầu như là các em phải đón Tết Trung Thu tại gia đình. Rồi nhiều những em phải đón cái Tết Trung Thu xa gia đình, rồi kể cả xa cha mẹ của mình, rồi Tết đón cái Tết Trung Thu trong cái tâm dịch, rồi đến đón cái Tết Trung Thu trong cái sự lo lắng. Nhưng mà cách riêng là với các bạn trẻ, các em thiếu nhi của giáo xứ Vinh Sơn chúng ta hôm nay, thì lại điều đó lại dường như là các tâm tình của cái đại dịch, các em không bị ảnh hưởng nhiều, cho nên là các em vẫn được đón cái Tết Trung Thu với cộng đoàn, với các bạn. Rồi đặc biệt là các em được về tề tựu, về thánh đường để các em chung vui và các em dâng thánh lễ, cầu nguyện và chúc mừng cho cái Tết Trung Thu của các em. Đây là một ơn Chúa mang cách riêng cho các em thiếu nhi giáo xứ Vinh Sơn. Chúng ta hãy nổ lên tràng pháo tay để tạ ơn Chúa và chúng ta cũng cảm ơn mọi người. Các em biết là ở trong Sài Gòn hiện nay có rất nhiều các thiếu nhi, thiếu nhi mồ côi cha mẹ vì cái cơn đại dịch này. Người ta tính là có cả hàng ngàn em nó phải mồ côi cha mẹ. Rồi còn ở những nơi khác nữa. Rồi các em đó, ở những cái vùng đại dịch không chỉ là phải chỉ có được ở trong nhà của mình thôi, phải dường như là phải đóng cửa nhà lại, nó phải đối diện với cái không gian rất là nhỏ hẹp. Nhưng mà ngày hôm nay các em vẫn chưa được đến trường, đến lớp. Đó nên là các em đang chịu cái sự thiệt thòi rất lớn về cơn đại dịch. Chúng ta đây thì không chỉ là chúng ta được sống bình yên, yên vui trong môi trường sống của cộng đoàn giáo xứ, rồi của gia đình, rồi các em còn được học hành, được đến trường, đến lớp cùng với bạn bè, chị em của mình đó, tung tăng đến trường là vui chơi đó. Chúng ta thấy là điều đó để cho chúng ta thấy rằng đó, ơn Chúa cách riêng đã ban cho cộng đoàn anh chị em chúng ta. Vậy thì mừng Tết Trung Thu hôm nay chúng ta được giáo hội cho nghe bài tin mừng. Bài tin mừng mà Chúa Giêsu đã đối diện với các em thiếu nhi thời bấy giờ, khi mà các em muốn đến với Chúa, nhưng mà các em cũng phải đối diện với cái lề luật,
rồi các em phải đối diện với những cái truyền thống của dân tộc thời bấy giờ, nghĩa là những cái tập tục của dân Do Thái thời bấy giờ, người ta không có chúng ta thấy là đó, khi trong Kinh Thánh người ta không tính đến các trẻ em. Khi mà Chúa Giêsu làm phép lạ bánh hoa nhiều thì Tin Mừng kể lại rằng đó 5.000 người ăn no nê, không kể trẻ em và phụ nữ. Dường như là người ta không tính đến cái chuyện trẻ em, bởi vì trẻ em dường như không có cái tiếng nói trong cộng đoàn, và người ta cũng không để ý đến các trẻ em. Cho nên là hôm nay mà các em đến với Chúa Giêsu, một số các em cũng chạy đến với Chúa Giêsu để xin Chúa. Chắc là các em cũng muốn gần Chúa để được Chúa xoa dịu, được Chúa chúc lành, được Chúa cho cái gì đây. Nhưng mà các em lại bị ngăn cấm bởi những người lớn, thưa các tông đồ. Và nhân vì cái cơ hội thế thì Chúa đã nói cho các tông đồ cũng như là những người thời bấy giờ biết rằng đó, tâm hồn của trẻ em, những trẻ em có những cái tính, những đức tính đơn sơ, hiền lành, thật thà, chất phác như thế, thì đấy là biểu tượng cho những con người của nước Thiên Chúa. Nên là Chúa bảo là ai muốn vào nước Thiên Chúa thì phải trở nên giống như các trẻ em này. Đó. Cho nên là nước Thiên Chúa cần những con người phải có những đức tính đơn sơ, hiền lành, thật thà, tin tưởng, phó thác, biết cậy trông vào Thiên Chúa đó, như các trẻ em vậy. Và chúng ta thấy giữa một cái thế giới ngày, kể cả cái thời Chúa Giêsu cũng như thời chúng ta ngày hôm nay, dường như người ta chỉ có chú trọng, người ta chú ý, rồi người ta đề cập tới những người lớn thôi, những người có quyền hành, rồi những người có những địa vị của xã hội, những người có quyền thế, rồi những người có tiền của, rồi những người lớn. Trong khi đó thì Chúa lại nói tới các trẻ em, dường như là các em chẳng có gì những cái mà con người người ta đang đề cập, người ta đang nói tới, rồi người ta cũng đang dường như người ta đang trông chờ vào những con người như thế, thì trái lại các em thì lại chẳng có những cái đó. Tiền bạc không có, quyền hành không có, rồi địa vị xã hội rồi không có, rồi kể cả về học thức cũng chẳng có đó, nhưng mà chỉ có cái tâm hồn đơn sơ, tâm hồn thật thà, tâm hồn chất phác, rồi tâm hồn biết cậy dựa, cậy trông vào những người lớn, rồi đó, một tâm hồn luôn luôn biết học tập, biết mở ra để một đón nhận. Trên là ngày hôm nay đó, ngày Tết Trung Thu, chúng ta được nghe bài Tin Mừng như là những sự lời của Chúa nhắc nhớ cho mỗi người chúng ta. Chúng ta phải biết quan tâm đến các em hơn nữa, các em hơn nữa, để rồi mà cho các em được an vui, sống trong cái môi trường của gia đình, môi trường của cộng đoàn giáo xứ, để rồi các em được học hành, các em được sống vui vẻ bên nhau, rồi cùng nhau, để rồi các em đó tham gia vào các đoàn hội, đặc biệt là với các em thiếu nhi thánh thể, để rồi mà chính trong môi trường thiếu nhi thánh thể để mà các em đã được nuôi dưỡng
bằng chính lời của Chúa, bằng chính thánh thể của Chúa nuôi dưỡng các em, và hơn nữa là bằng chính những cái lời chia sẻ, những cái lời dạy dỗ của những người lớn, để rồi cho các em được lớn lên, và chúng ta hy vọng rằng đó, tương lai của gia đình, của giáo xứ, của xã hội là ở trong chính các em đó. Nhưng mà ở trong các em thì ngày hôm nay chúng ta phải đầu tư cho các em đó. Chứ còn nếu như mà cái tương lai của giáo xứ mà nó chúng ta đặt vào trong các em, mà ngày hôm nay chúng ta không đầu tư cho các em, không đầu tư cho các em được học hành, không đầu tư cho các em được an vui, được sống, được làm việc theo những cái khả năng của mình trong cộng đoàn giáo xứ, thì tương lai chúng ta thấy là chúng ta lại đặt vào đó những con người mà lại không có việc, không được học hành, không được trau dồi những cái khả năng, rồi trau dồi kể cả về cái đạo đức, về cái tinh thần, về đức tin, đức cậy, đức mến của mình, thì làm sao mà cái giáo xứ xã hội có thể rằng đó chúng ta yên tâm để mà chúng ta trao cho, mà chúng ta trao cho các em được. Cho nên là chúng ta muốn mà cho giáo xứ, cho cộng đoàn, cho gia đình, cho xã hội nó phát triển, nó thăng tiến lên đó, về mọi mặt, thì ngay ngày hôm nay chúng ta phải ra sức nỗ lực để chúng ta giúp cho các em, chúng ta trau dồi cho các em, chúng ta để cho các em được học hành đó, để rồi cho các em thu lượm được nhiều những cái thành quả tốt đẹp, để rồi thì cái tương lai của đất nước, tương lai của giáo xứ, của gia đình nó mới trở nên tốt đẹp được trong cái những con người mà ngày hôm nay chúng ta đang đặt vào ở nơi đó. Nên là ngày hôm nay chúng ta vẫn nghe thấy cộng đoàn anh chị em hay nói là trẻ em hôm nay, thế giới ngày mai đó. Chúng ta nhìn vào các em, nhưng mà chúng ta lại hy vọng vào một cái thế giới ngày mai, thế giới ngày mai được đổi mới, thế giới ngày mai được phát triển lên nữa, đó là nhờ vào trẻ em, các em của ngày hôm nay thì chúng ta mới có được cái thế giới ngày mai. Xin Chúa qua lời truyền cầu của mẹ Maria, đặc biệt là thánh Vincente, một mạng của giáo xứ, ban bình an chúc lành cho tất cả các em thiếu nhi thánh thể của giáo xứ Vinh Sơn chúng con, và hơn nữa là các em thiếu nhi trên toàn thế giới, cách riêng là những em mà đang trong cơn đại dịch, những em đang phải mất cha mất mẹ, rồi các em đang trong cái cơn dịch bệnh, thì xin Chúa ủi an nâng đỡ chúc lành và ban bình an cho tất cả mọi người anh chị em chúng ta, cách riêng là cho các em thiếu nhi hôm nay. Mời cộng đoàn đứng, chúng ta dâng lời nguyện chung. Anh chị em thân mến, mỗi người chúng ta hãy ý thức trách nhiệm đối với thế hệ con cháu chúng ta. Phần bệnh xã hội cũng như hội thánh sẽ nằm trong tay các em sau này. Vì thế chúng ta hãy khẩn khoản nài xin Chúa hướng dẫn và đồng hành với các em trên con đường hướng về tương lai. Tình trạng các em nhi đồng bị bỏ rơi, không được quan tâm chăm sóc đầy đủ cũng là một vấn đề trong xã hội ngày nay. Xin cho những vị có trách nhiệm trong xã hội và giáo hội biết tìm những phương cách cụ thể, thích hợp để làm sao cho phẩm giá của các em được tôn trọng. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời trong lòng. Ngày
bảo vệ, chăm sóc các trẻ thơ, nhi đồng khỏi tình trạng suy dưỡng, thất học. Xin cho ngày càng có nhiều người quan tâm, lo lắng các em hơn nữa, để không còn tình trạng các em chết vì đói, ngu vì không được học. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Trung thu là ngày của nhi đồng, xin cho những nhà giáo dục biết quan tâm chăm sóc và tạo điều kiện đầy đủ để các em có thể thực hiện vai trò bé nhỏ của mình. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Hãy để trẻ em đến với Thầy, đừng ngăn cấm chúng. Xin cho mọi người chúng ta biết tùy trách nhiệm đòi hỏi, biết hướng dẫn các em nhi đồng đến với Chúa Giêsu là đường, là sự thật và là sự sống. Chúng ta dâng lời nguyện xin. Xin Chúa nhận lời chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, xưa Chúa đã quan tâm đặc biệt đến các trẻ thơ, ôm chúng vào lòng chúc lành cho chúng. Xin cho chúng con cũng biết yêu thương các em, sẵn sàng hướng dẫn và dạy dỗ chúng, để mai ngày chúng trở thành những công dân tốt và người tín hữu đạo hạnh. Chúa hằng sống và hiển trị muôn đời. Anh chị em hãy cầu nguyện để đi nơi của tôi cũng là của anh chị em, được Thiên Chúa là Cha toàn năng trong nhớ. Lạy Chúa, nhân ngày Tết Trung Thu, chúng con vui mừng dâng lên Chúa những lễ vật này, cúi xin Chúa nói thương chấp nhận và ban cho các em nhi đồng muôn ân sủng, để các em càng thêm tuổi càng thêm khôn ngoan, sống đẹp lòng Chúa và tất cả mọi người.
chúng con cầu xin nhờ Đức Kitô Chúa chúng con. Chúa ở cùng anh chị em. Hãy tăng tâm hồn lên. Hãy tạ ơn Chúa là Thiên Chúa chúng ta. Lạy Cha chi đánh là Thiên Chúa toàn năng hằng hữu, chúng con tạ ơn Cha mọi nơi mọi lúc thật là chính đáng phải đạo, và xin nhân cứu độ cho chúng con, vì Cha đã dựng nên muôn vàn tinh tú tô điểm không trung uy hoàng rực rỡ, dùng kim ô điều khiển ban ngày và trăng sao hướng dẫn ban đêm. Cha còn sai Đức Giêsu là mặt trời công chính đến soi sáng tất cả mọi người và dạy chúng con phải nên giống trẻ nhỏ để được vào nước trời. Chính vì thế, hiệp cùng các thiên thần và các thánh nam nữ, chúng con ca ngợi Cha muôn đời hoan hỷ và đồng thanh tung hô rằng: để trở nên cho chúng con mình và máu Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Khi tự nguyện nổ mình chịu khổ hình, người cầm lấy bánh tạ ơn bè ra và trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà ăn, vì này là mình đầy sẽ bị nổ vì các con. Cùng một thể thức ngươi sau bữa ăn tối, người cầm lấy chén cũng tạ ơn trao cho các môn đệ mà nói: tất cả các con hãy nhận lấy mà uống, vì này là chén máu Thầy, máu giao ước mới và vinh cứu sẽ đổ ra cho các con và nhiều người được tha tội. Các con hãy làm việc này mà nhớ đến Thầy. Đây là mầu nhiệm đưa đi. Vì vậy, lạy Chúa, ghi nhớ con Chúa chịu chết và sống lại, chúng con dâng lên Chúa bánh trần sinh và chén cứu độ để tạ ơn Chúa. Vì Chúa đã thương cho chúng con được xứng đáng vào bậc chức tôn nhân và phụng sự Chúa, chúng con đã thiên đại xin Chúa cho chúng con ghi tâm phận mình và máu Đức Kitô được quy tụ nên một nhờ Chúa Thánh Thần. Lạy Chúa, xin như đến hội thánh Chúa lan rộng các hoàn cầu để kiện toàn hội thánh trong đức mến, cùng với Đức Giáo Hoàng Phanxicô, Đức Giáo Mục Phêrô, chúng con và toàn thể hàng giáo sĩ. Xin Chúa thương chúc lành và ban bình an cho các em nhi đồng hôm nay, những em đang sống trong các vùng dịch và những em đang phải đối diện với bệnh tật và những em mồ côi cha mẹ. Xin Chúa ủy an nâng đỡ chúc lành ban bình an cho các em và cho những linh hồn chúng con cầu nguyện hôm nay, linh hồn thiện nhân và các linh hồn mà Chúa đã gọi ra khỏi đời này về với Chúa. Xin ban cho kẻ đã chết như con Chúa thì cũng được sống lại như người. Xin Chúa cũng đưa đến anh chị em chúng con đang ăn nghỉ trong niềm hy vọng sống lại và mọi người, đặc biệt các bậc tổ tiên ông bà cha mẹ
và thân bằng quyến thuộc chúng con đã đi trần trong tình thương của Chúa, xin cho hết thảy được vào hưởng ánh sáng tôn nhang Chúa. Chúng con đại xin Chúa thương xót tất cả chúng con, cho chúng con được đồng hưởng sự sống đời đời cùng với Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Thiên Chúa, Thánh Giuse, vạn trăm năm Đức Trinh Nữ, các thánh tông đồ và toàn thể các thánh đã sống đẹp lòng Chúa qua mọi thời đại, và cùng với các ngài chúng con được ca ngợi và tôn vinh Chúa nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa. Chính nhờ người, với người và trong người mà mọi danh dự và vinh quang đều quy về Chúa, là Cha toàn năng trong sự hợp nhất của Chúa Thánh đặt đến muôn đời. Vâng lời Chúa kêu thế và theo thầy thức người dạy, chúng ta giang nguyện ra. Trở lại của Chúa Giêsu Kitô đấng cứu độ chúng con. Lạy Chúa Giêsu Kitô, Chúa đã nói với các tông đồ rằng Thầy để lại bình an cho các con, Thầy ban bình an của Thầy cho các con. Xin đừng chấp tội chúng con, nhưng xin nhìn đến đức tin của Hội Thánh Chúa. Xin nói thương ban cho Hội Thánh được bình an và ở đất theo Thánh Nhi Chúa. Chúa là đấng ngàn sống và hiển trị muôn đời. Bình an của Chúa hằng ở cùng anh chị em. Anh chị em hãy chúc bình an cho nhau. Đây chiên liên Chúa để đơn xóa tội trần gian, lúc cho ai được mời đến sự tiệc chiên liên Chúa.
chúng ta dâng lời cầu nguyện. Lạy Chúa, nhân ngày Tết Trung Thu, chúng con đã cùng với các em nhi đồng dự tiệc thánh. Xin cho đời tất cả chúng con sáng đẹp tựa trăng rằm và không ngừng phản ánh mặt trời công chính là Đức Giêsu Kitô Chúa chúng con. Giờ đây thì sau khi ban phước lành thì các em sẽ ở lại hết để thầy Long sẽ cùng với các em để chúng ta sinh hoạt và vui hát ca múa để chúng ta ngắm trăng rằm. Và sau đó thì chúng ta sẽ làm gì nữa? Làm gì? Phá cỗ. Phá cỗ là cuối cùng. Chúng ta thấy một mâm cỗ rất là lớn, có nghĩa là lớn nhất thế giới là đặt ở tại Vĩnh Sơn. Nên là sau thế lễ thì xin âm thanh để lại để cho các em sinh hoạt với thầy Đan. Và xin một lần nữa thì xin chân thành cảm ơn các nhà hảo tâm, các những người đã quan tâm đến các em bằng việc giúp đỡ, chia sẻ với các em, rồi cầu nguyện cho các em, rồi chung tay góp sức với các em. Các em cố gắng em nhớ lấy những gì mà cộng đoàn mọi người đã dành cho em phải cố gắng để học hành, trau dồi những kiến thức, rồi trau dồi giáo lý, văn hóa, rồi trau dồi những đạo đức, tinh thần yêu mến Chúa và phục vụ cho cộng đoàn trẻ em chúng ta. Còn nữa chúng ta đọc những tràng hoa tay nữa, cảm ơn mọi người. Chúa ở cùng anh chị em. Thiên Liên Chúa toàn năng là Cha và Con và Thánh Thần ban công bằng cho anh chị em. Lê sau chúc anh chị em đi vì nhau.